mời bác sĩ Trung, phó khoa ngoại lên đây cho tôi. Dạ, giám đốc cho gọi tôi. Cậu là bác sĩ mà cậu lại đi vay mượn tiền những người đó hay sao? Cậu thừa biết họ là ai đúng không? Cậu đã biết bọn họ là xã hội đen mà tại sao lại dính vào tiền bạc với họ? Dạ, tôi xin lỗi giám đốc. Nếu mà chỉ là chuyện riêng của cậu, tôi không có xen vô. Nhưng đằng này bọn họ kéo đến trước cổng bệnh viện làm ầm lên như vậy, còn gì là danh dự của bệnh viện nữa hả? Dạ, tôi xin lỗi giám đốc. Tôi cũng không ngờ là họ lại tìm đến đây nữa. Chuyện của cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện thì cậu phải chịu kỷ luật. Dạ, tôi không thể nào tha thứ được. Giám đốc. Dạ, thưa giám đốc, con xin giám đốc cho bác sĩ Trung một cơ hội. Cậu ta đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Nếu như giữ cậu ta lại, ai dám tin rằng chuyện ấy sẽ không lặp lại lần thứ hai? Với lại, máu của cậu là máu đỏ đen, ai thay đổi được cậu chứ? Thưa giám đốc, con biết là giám đốc lo lắng cho bệnh viện, nhưng mà đã là con người, ai lại không phạm sai lầm? Đúng là trong chuyện này, bác sĩ Trung đã để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bệnh viện. Nhưng mà hiện tại bây giờ, nếu như giám đốc sa thải anh ấy, thì vợ con anh ấy sẽ ra sao? Dù sau đây nữa thì anh ấy vẫn là nguồn thu nhập chính của gia đình mà. Giám đốc, giám đốc đã thương và giúp đỡ cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Con xin giám đốc hãy cho bác sĩ Trung một cơ hội. Nếu như bác sĩ Trung có tái phạm thì lúc đó giám đốc sa thải cũng vẫn chưa muộn mà. Dạ, tôi xin giám đốc cho tôi cơ hội lần này. Tôi hứa sẽ không tái phạm đâu ạ. Thôi được, tôi vì nể tình bác sĩ Khiêm để cho cậu tiếp tục làm việc. Nhưng còn về chuyện kỷ luật thì chuyện đó sẽ không tránh khỏi đâu. Dạ, tôi xin cảm ơn giám đốc. Cậu nên cảm ơn bác sĩ Khiêm kìa. Cảm ơn bác sĩ Khiêm. Có gì đâu anh. Cậu đi báo cáo cho mọi người vào đầu giờ chiều, tất cả phải đến phòng họp. Dạ. Thôi cậu ra ngoài đi. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Làm việc á thì nhanh lẹ, còn xử lý mọi việc thì rất có tình người. Tôi rất vui khi trong bệnh viện này có những người như cậu. Dạ, cảm ơn bác đã quá khen. Cậu làm việc á thì rất là tốt, tôi rất yên tâm. Nhưng mà còn đối với Nguyễn Lan, cậu có dự tính gì chưa? Con thì lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là Uyển Lan. À, Uyển Lan á, nó thì được nuông chiều từ nhỏ nên rất là bướng bỉnh. Cậu phải giúp tôi dạy dỗ uống nắng giùm nó. Ba, ba nhầm người rồi đó. Anh Khiêm á còn chiều con hơn ba nữa đó. Gì? Chà. Nè, cậu mà cứ như vậy á là coi như con gái tôi lại càng hư thêm nữa đó nghe. Ba, nếu anh không có chịu con á thì con đâu có yêu ảnh đâu. Ba thua con luôn rồi đó. Ba ơi. Hả? Có phải ba đang tổ chức một cuộc họp để nhằm điền vào những vị trí đang còn trống đúng không ba?